Về con của cô á thì cô sẽ dành cho em là từ nổ. Nổ. Chà chà chà. Nỗ lực nè. À, có nghĩa Là một cái là nguồn bạn năng này lực. sẽ là một người rất là nỗ lực trong tất cả mọi chuyện. À, đúng, chữ nổ á, khi mình mới nghe á thì cái nghĩa của nó giống như là bạn là một người sốc nổi này kia nọ. Nhưng mà thật ra chữ nổ của bạn là giống như là tính cách của bạn. Bạn rất là năng nổ trong công việc. Năng nổ. À, mà bạn cũng cố nỗ lực hết sức của mình để mà càng vững hơn về cái việc làm của mình. À, và phải là phải nói là nổ cả một cái sức của mình về một cái công việc nào đó khi được gia được Làm tới giao nơi phó tới cho mình. chốn. Đúng rồi, đó là chữ nổ. Vừa năng nổ mà còn nỗ lực nữa, có nghĩa là Đúng luôn xung phong làm, nhưng mà khi làm là làm hết mình. đúng đúng vậy. Quá đã. Dạ thưa chị, thưa đàn trai, à, con chị năm nay nhiêu tuổi chị? À, con của mình nó là năm nay là 26 tuổi. Dạ, hiện nay nó đang làm gì chị? Cháu từ khi mà cháu bước chân để mà làm theo nghề á thì MC có, ca sĩ có, và bây giờ á thì lại là chuyên về make up. Rất là tài năng. Con xin chào cô. Chào Thì con. con xem phim ảnh á, thì con thấy cái vấn đề mẹ chồng nàng dâu hầu như là một trong những vấn đề muôn thuở rồi. Vậy thì cái cô có đặt nặng cái vấn đề nào đó hoặc là cái yêu cầu nào đó đối với chị của con hay không ạ? Con cô đã chọn vào cái về vấn đề là nghệ thuật. Chị của con hiện giờ cũng đang là nghệ thuật, thì phải nói là một cặp rất là xứng đôi, và có thể là cùng nhau vừa làm có nè, rồi cùng nhau phấn đấu hơn, mà thậm chí một bên là make up, một bên là diễn viên, thì có thể là hai bạn sẽ hỗ trợ với nhau rất là nhiều. Còn về cô thì mẹ chồng nàng dâu thì thật sự cô là người ở ở tỉnh đó mà, Đồng Tháp á con nha. Mình là dân tỉnh, nhưng mà thật sự cô đã cho con trai mình đi vào nghệ thuật, thì con dâu đi vào nghệ thuật thì mình phải ủng hộ thêm nữa chứ, nên thành ra là không khó dễ gì vấn đề đó. Chị cho mình hỏi chị, như con chị nó làm bên cái nghề đó rồi, nhưng mà nó thí dụ đi nó muốn về quê rồi Bạc Liêu rồi nuôi tôm rồi, ý nó muốn không chị? Tại vì bên nhà em á thì cũng là mua bán ở chợ, và em cũng có đất, nhưng mà thật sự thì không canh tác, chỉ cho thuê thôi, nên thành ra là mình cùng là miền Tây mà chị, đúng không? Thành ra là bây giờ là về nhà chị để làm ruộng, hay là gọi bên về nhà chị là nuôi tôm đi, thì bé cũng phải từ cái không biết rồi cũng sẽ biết. Giống như bé nhà chị, nếu mà về bên em á thì thôi thôi, nếu mà chọn được đi thì em sẽ luyện cho bé làm mua bán, chứ em không cho bé làm ruộng đâu. Dễ thương quá. Bao cao su Tam Thớp mỏng hơn để gần nhau hơn. Bao cao su Tam Thớp mỏng hơn để gần nhau hơn. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.